580 nhân viên y tế của Bộ binh và Hải quân cũng được chuyển đến hỗ trợ Texas. Thống đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott vào Chủ nhật 19 tháng 7 loan báo rằng Hải quân Hoa Kỳ đã được huy động để góp phần giúp cho tiểu bang này đối đầu với COVID-19 sau khi số trường hợp mới nhiễm bệnh đã lên cao hơn 10.000 người trong 5 ngày liền. Thống đốc Abbott nói Bộ Quốc phòng đã gửi 5 toán y tế Hải quân gồm các chuyên gia y tế đủ mọi lãnh vực đến để hỗ trợ cho các bệnh viện ở Harlingen, Del Rio, Eagle Pass và Rio Grande City. Thống đốc Abbott cũng cho biết thêm là ông rất cảm ơn sự hợp tác giữa Texas với Bộ Quốc phòng và Hải quân Hoa Kỳ và sẽ huy động tất cả những gì đang có để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giúp mọi người dân Texas được an toàn hơn. Tiểu bang Texas ngày Chủ nhật báo cáo có 8.709 ca bệnh mới sau khi báo cáo hơn 10.000 trường hợp nhiễm bệnh trong 5 ngày liền tiếp.